bay cho thứ nhất. Khi lớp học hội tụ toàn thiên tài, khiến cộng đồng mạng cười lăn cười bò với màn cover đám cưới nhà người ta. Đúng là đi học không quậy, đời không nể. Sơ hở là bài trò, sơ hở là diễn hề rồi làm cả tiểu phẩm. Mới đây, đoạn video ghi lại cảnh đám cưới phiên bản lớp học của các cô cậu học sinh đầy nghi ngờ khiến cộng đồng mạng không thể nhịn cười. Các bước cứ phải gọi là đúng quy trình. Không biết nhân vật chính cô dâu chú rể có phải là một đôi thật hay không, nhưng nét diễn thì rất thật chân, được cả quan viên hai họ nhiệt tình khỏi phải bàn. Đặc biệt nhìn các góc quay, cách lia máy mướt mượt mượt, xứng đáng điểm 10 cover luôn. Cộng đồng mạng đều để lại lời khen cho trí tưởng tượng phong phú của các cô cậu học sinh này. Cũng có thể các bạn đã tưởng tượng ra tương lai sau này, nhỡ đâu lớp có đôi nào nên duyên thì tập dượt trước từ giờ cho nó quen dần. Sau những giờ học đầy căng thẳng, tuy chỉ là diễn đùa với nhau, thế nhưng nó lại là kỷ niệm đời học sinh để sau này nhìn lại. Ai cũng thấy ngày đó mình nhây cỡ nào. Chúc cho các cô cậu học sinh sẽ đạt được kết quả tốt trong học tập. Còn bạn, bạn nghĩ sao về màn cover đám cưới nhà người ta phiên bản lớp học này? Comment ngay cho TV Chen được biết với nha. Đừng quên nhấn đăng ký theo dõi để ủng hộ cho TV Chen và cập nhật thêm nhiều tin tức thú vị mỗi ngày nhé.